Chị Hai ơi, có cháo ngon lắm nè, ăn với em nha. Tôi có ăn. Nè, thím không được đi vô phòng tôi nha. Thím đi vô là thím biết tay tôi đó. Chị Hai, cháo ngon lắm á, không ăn là hối hận đó nha. Em đem vô cho chị nha. Tôi đã nói là tôi không có ăn mà. Thím đi ra liền giùm tôi đi. Chị không ăn thôi, làm gì hung dữ dữ vậy? Đừng có bắt chân vô, đi ra liền. Chị Hai ơi, chị Hai, ở trong phòng chị có cái mùi gì kỳ kỳ á. Không có cái mùi gì hết trơn á. Thím đi ra liền giùm tôi đi. Đi đi. Không có. Em đứng đây em còn nghe luôn á, cái mùi kỳ lắm á. Để em vô coi nha. Đi liền. Chị về hay quá. Mẹ của chị. Mẹ chị sao? Mẹ của cháu, chị tự vô trong coi đi, kinh khủng lắm. Em phải giùm chị thay nước ấm nha. Hả? Cái gì? Em hả? Mẹ, con về rồi. Thôi, đi ra ngoài đi, tôi không cần ai hết á. Mẹ để con giúp mẹ nha. Thôi, nó không cần mà. Mẹ, mẹ đừng có như vậy. Ai bệnh cũng đều như vậy hết đó mẹ. Sao tôi khổ quá vậy trời ơi. Chị Hai ơi, nước ấm nè. Chị cảm ơn. Mẹ, để con giúp mẹ nha. Tại nước Vion, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cả nhà ơi, hiện tại trong lòng Thúy Ngân đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vui có, hạnh phúc có, tự hào có. Khi mà bộ phim 3 năm thanh xuân không chỉ của riêng Thúy Ngân mà tất cả các anh chị em diễn viên cũng như là ekip đoàn phim đã nhận được quả ngọt. Đó chính là sự yêu thương, tin tưởng và ủng hộ của khán giả đã dành cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục bình chọn cho Thúy Ngân cũng như phim Gạo Nếp Gạo Tẻ ở vòng đề cử của giải Mai Vàng 2018 năm nay nha. Với những cú pháp sau đây. Cách 1, bầu chọn online. Bước 1, truy cập trang web giảimaivang.vn, ấn vào phiếu bầu chọn, điền thông tin. Bước 2, tại bảng điện ảnh truyền hình, ấn chọn phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và Thúy Ngân vai Hân. Tiếp tục ấn vào bảng ca nhạc, chọn ca khúc Đi Tìm Tình Yêu, sáng tác Đinh Trung Chính, sau đó bấm gửi. Lưu ý đối với số điện thoại lần đầu bầu chọn online thì tiếp tục soạn tin nhắn theo cú pháp Mai Vàng gửi 8099. Bầu chọn qua tin nhắn điện thoại, soạn tin nhắn theo cú pháp Mai Vàng, khoảng cách mã số, khoảng cách số dự đoán gửi về tổng đài 8599. Bạn hãy nhớ cái mã số sau nhé. Gạo Nếp Gạo Tẻ 55, Thúy Ngân 51, ca khúc Đi Tìm Tình Yêu 20. Ví dụ, bạn muốn bầu chọn cho bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và đoán có 9999 người cùng dự đoán giống mình thì hãy nhắn tin theo cú pháp Mai Vàng khoảng cách 55 khoảng cách 9999 gửi về tổng đài 8599. Và Thúy Ngân xin được hẹn gặp lại cả nhà tại lễ trao giải Mai Vàng vào ngày 12 tháng 1 tại nhà hát lớn thành phố.